Đầu tiên Phước xin chào cả nhà. Phước xin giới thiệu tên đầy đủ của Phước là Nguyễn Trọng Phước. Hôm nay Phước tuổi con gà, 38 tuổi, đến từ Thủ Thừa, Long An. Phước cũng xin bằng phép gọi các chị ở trong phòng, các cô bác chị, gọi chung là anh chị để cho chị tiện xưng hô ạ. Thì Phước trước đây là Phước có cân nặng rất là khủng, là 135 kg. Thì do cái quá trình mà trước đây thì hồi xưa còn không á, Phước đi học thì Phước cũng khoảng 80 kg thôi, nhưng mà do cái quá trình mình kinh doanh rồi mình cũng là ăn nhậu rồi nó cũng nhiều cái sinh hoạt nó cũng quá đà, thì thật ra cái cân nặng nó cứ lớn dần lên. Thì Phước lập gia đình là năm 2006, thì lúc đó cân nặng nó khoảng 80-90 thôi, nhưng mà sau đó thì cứ tăng dần, nó mất kiểm soát. Thì mình tăng thì cũng có nhiều cái để mà mình giảm cân lắm. Có thời gian thì Phước lên top cũng có, rồi uống nước chanh đường với lại mật ong, rồi có thời gian là Phước cũng có nhịn ăn là Phước theo một ông thầy mà nước lạnh ở Bến Tre đó. Phước nhịn thời gian là có thể là cao nhất là 40 ngày, chỉ toàn là uống nước lạnh thôi. Thì lúc đầu thì nhịn thì nó cũng có xuống cân, rồi sau khi nhịn đâu nó cũng đâu vào đấy hết, nó cũng lên lại bình lên lại, là ví dụ Phước 101 cái mình nhịn không, nó lên cũng 113-115 gì đó, rồi mình tiếp tục thì quản lắm, mình nhịn tiếp, mình nhịn tiếp rồi nó lên tới 135 luôn, là mình không thể kiểm soát nổi. Thì mình cũng có cái cơ duyên là khoảng tháng 9 năm 2017 ấy, thì Phước cũng được một ông anh ở hàng xóm, anh cũng nói về vấn đề dinh dưỡng, thì cũng có giới thiệu Phước lên trên Sài Gòn gặp cái chỗ bác sĩ Tuấn ấy, thì giới thiệu Phước vô đó để bác Tuấn tư vấn. Thì lần đầu tiên thì Phước lên, Phước cũng tìm hiểu, là Phước tập từ một ngày đầu thì Phước tập những cái động tác mà khởi động như là cái chỗ anh Thanh hồi nãy đó, thì Phước tập chừng một bài thôi là Phước ối, bữa đó là Phước ối luôn, không tập không nổi. Rồi sau đó thì về thì cái người anh đó có cô Phước là cũng có giới thiệu về cái gói body key, thì Phước dùng được một gói đó là giá mua là khoảng 4 triệu mấy đó, thì dùng được mấy ngày thì thấy sao cái cơ thể mình nó khỏe trở lại và bắt đầu mình tập được. Và sau đó tiếp tục thì Phước mua một gói khoảng 10 mấy triệu đó, thì Phước dùng thì khoảng chừng 10 ngày sau thì cái cân nặng nó giảm cũng được khoảng 5-6 kg đó. Nói chung là mọi người ở xung quanh Phước thì họ rất là lạ, thằng này chắc nó bệnh cái gì bên đây sao tự nhiên mới thấy nó từ trước cách đây vài ngày mà thấy nó mập, bây giờ nó ốm lại, chắc nó tiểu đường hay gì đó. Thật ra thì Phước ở cái quê của Phước thì cũng rất là nổi tiếng, tại vì sao, vì cái cân nặng của mình hầu như là cả huyện đó thì khoảng 80% là biết Phước, tại vì Phước là kinh doanh cái nghề đưa đò, rồi cũng làm sản xuất về bên ngành nước đá đó. Nói chung là khách hàng của Phước thì biết Phước rất là nhiều. Nói chung là sau đó Phước giảm thì tập tháng đầu tiên đó là Phước giảm được 12 kg. Thì Phước tham gia chương trình là bắt đầu là ngày 28 tháng 9 là bắt đầu vô chương trình Body K, thì tới tháng 10 là Phước giảm được 12 kg. Thì cứ thế thế mà tiếp tục thì Phước làm, Phước tập khoảng 5 tháng thì Phước giảm là khoảng gần 35 kg. Chung là từ tháng 10, tháng 10, 11, 12, tháng 3, tháng 4 đó, thì sau đó thì nó đứng lại, thì nó nằm đó hoài luôn. Thì bắt đầu tới Phước tham gia lại tiếp tục cái chương trình mà Body Key của công ty mình đó. Đợt này thì nay là được 15 ngày thì Phước giảm là gần 2 kg. Nói chung là mình tập thật là nghiêm túc. Nói chung là mình bây giờ mình lấy là cái hình bình thường rồi, mình tự tin lắm. Lúc trước Phước không thể nào mà như nói chuyện được như thế này đâu. Nói chung là mình không có một cái tự tin trước đám đông, và nói chung là chụp hình hay gì là cũng không bao giờ có gì đó.
Nhưng mà bây giờ là cái tinh thần Sophie nó cao lắm. Thì sẵn đây thì Phước cũng xin cảm ơn người anh đã dẫn dắt Phước đến cái chương trình này. Đó là anh Long. Xin mời anh Long ạ. Thì chính anh là chủ người giới thiệu Phước để cho Phước có một cơ hội là Phước sinh ra được một lần nữa. Thì nếu mà chắc chắn với cái căn bệnh của Phước như thế này thì khoảng vài năm nữa thôi thì Phước sẽ đi theo người cha quá cố của Phước thôi. Thì Phước lên bắt đầu Phước tham gia chương trình đó thì Phước nghe được bác Tuấn khuyên là Phước phải cần cải thiện sức khỏe, phải cần giảm cân, chứ không thôi thì chắc chắn là Phước sẽ bị tất cả các vấn đề, cái bệnh của hiện thời, cái thời buổi hiện đại bây giờ, tất cả các bệnh chứ không phải riêng gì, người ta bị một bệnh thôi, một hai bệnh thôi là cũng đã đủ rồi. Nhưng mà Phước là tiềm ẩn rất là nhiều cái bệnh. Thì trước đây là Phước chia sẻ các chị là ba Phước á, là cũng từng là một cán bộ công tác đảng ở một cái cơ quan ở huyện, thì cũng ba đã từng bị đột quỵ trong nhà tắm. Thì một buổi sáng thì ba Phước sẽ vĩnh viễn là không có trở lại được. Thì từ cái đó là cái động lực Phước không muốn giống như vậy, Phước không muốn là mình phải giống như ba, và không muốn là xa cái gia đình. Tại vì gia đình Phước thì giờ chỉ còn Phước là độc nhất thôi. Nhà thì còn một mẹ già bệnh tiểu đường, rồi vợ, rồi hai đứa con thì nó cũng còn rất là bé. Thì mình không muốn lặp lại cái chuyện đó. Và nhưng mà cái này, nếu mà mình mất đi rồi thì cái nhà mình chắc chắn là sẽ sụp đổ. Phước không muốn như vậy. Thì bắt đầu là Phước động lực, Phước tập rất là nhiều. Nói chung là lúc đầu vô thì mấy anh em cũng động viên Phước tập không có nổi, chỉ một cái hít tết thôi, Phước hít có nửa cái thôi là nằm. Nhưng mà bắt đầu tại vì Phước nghĩ về gia đình là cái động lực rất là lớn để Phước buộc phải thay đổi bản thân để tốt hơn. Và mình sẽ được rất là nhiều từ cái sự thay đổi của mình. Từ sự thay đổi của mình thì Phước đã ảnh hưởng được người mẹ của Phước. Mẹ Phước cũng bị tiểu đường, mà lúc đây thì trước đây cũng không có chịu tập luyện, cũng không có chịu sử dụng dinh dưỡng nữa. Nói chung là đời bắt đầu từ thay đổi của mình ảnh hưởng được mẹ. Và hôm nay là mẹ cũng đã chịu tập và cũng đã chịu dùng dinh dưỡng, thì hôm nay sức khỏe cũng đã ok. Thì mình rất là mừng. Và từ sự thay đổi của mình giúp được những người xung quanh của mình, những bà con mới có vấn đề về bệnh tật tiểu đường, tim mạch, mình đưa tới cái câu lạc bộ, cái lớp của mình. Và Phước thì giờ Phước cũng đang có một cái câu lạc bộ Body Fit ở Long An. Thì cũng Phước cùng tất cả với anh Long, với anh Minh, tất cả các anh em ở đây về đang mở ở dưới, để mình mong muốn là mọi người xung quanh mình cùng tập luyện với mình, cùng có một cái thay đổi lối sống để tốt hơn, để cho cái cộng đồng mình càng ngày càng là khỏe hơn. Là Phước mong muốn là cái điều tâm đắc của Phước là như vậy thôi. Thì thông qua cái chương trình Body Fit đó, thì Phước cũng xin là cảm ơn là người thầy của Phước là Emero, bác sĩ Phan Tấn đã cứu mẹ Phước. Xin các chị cho bác sĩ Tấn một tràng pháo tay ạ. Thì thông qua cái chương trình này á, thì Phước cũng đã nỗ lực rất là nhiều, cũng đã giúp được rất là nhiều người thay đổi. Và đặc biệt là từ khi Phước tham gia chương trình đến giờ là Phước sử dụng sản phẩm miễn phí không ạ, không phải tốn tiền. Các chị có biết lý do là sao không ạ? Thì chỉ cần Phước thay đổi, Phước cứ tới đó mình nói chuyện với họ, mình cứ bóc cái điện thoại mình đưa cái hình ra thôi, là người ta cứ ồ, vì tao đi cho mày, tao làm cho mày, nói vậy thôi. Và thứ nhất là mình giúp được người ta thay đổi rất là nhiều, mình rất là mừng, Phước mừng dữ lắm. Nói chung là mình giúp được người nào mà giảm mỡ là mình rất là mừng. Và bây giờ là Phước nghiện rồi, nghiện mất là cứ người gặp người nào mà gặp
nhưng mình đồng cảm là mình cứ giúp họ thôi, giúp họ thay đổi, mình thấy mừng lắm. Tại vì mình thấy được cái hình tượng của những cái anh chàng hay là những cái cô mà giống như phục vật giống mình hồi xưa, là mình biết, mình hiểu họ muốn gì và rất là cảm thông với họ. Mình chỉ cần đồng cảm và mình giúp họ thôi. À, sau này họ rất là biết ơn mình, rất là mừng. Hiện giờ là phước nghiệm những cái nghiệm mà để lấy mạng của người khác, là cái đó là phước nghiệm.